sức mạnh của tôi. Ngài là cung diệu cám ơi, đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên. Tôi tin rằng đấng cứu Chúa tôi ăn sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu Chúa. Kính thưa cha giám tỉnh, quý bề trên, quý cha, quý sư huynh, quý thầy, cùng tất cả mọi người tham dự hôm nay, con xin được đại diện cho cộng thể nhà tỉnh, nơi cha Phêrô của chúng ta đã sống, và ngày 24 tháng 7 năm 2021, trong đại dịch Covid, ngài đã được Chúa gọi về cách âm thầm. Và hôm nay cũng là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng quy tụ lại với nhau để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được làm người, làm con Chúa. Và hôm nay con thấy có rất nhiều thành phần. Người thân nhất con phải kể đến là gia đình của cha chính. Và thành phần thứ hai liên kết gần với trong cuộc đời đó là tất cả các anh em xa lê riêng. Và thứ ba con cũng thấy một thành phần mà hôm nay mặc áo đen đang cầm máy quay phim là những người đã làm việc rất cật lực với cha chính trong thời gian ngài làm ban truyền thông. Và hôm nay, và không chỉ những ba thành phần mà con nhắc đến, còn rất nhiều người với mối tương quan đặc biệt thân thương với ngài đã muốn đến đây trong thánh lễ dỗ 3 năm này để cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và thêm một lần nữa dâng lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài. Nếu trong cuộc đời dương thế còn những lầm lỗi, còn những sai phạm, thì cũng chính thánh lễ với tâm tình của mỗi người chúng ta cũng xin Chúa tha thứ cho ngài hết mọi lỗi lầm để ngài được vào trong vòng tay của Chúa, vào hạnh phúc thiên đàng mà Chúa đã hứa ban. Và trong cộng thể chúng con, cộng thể nhà tỉnh, có cha giám tỉnh. Vì thế chúng con rất là hãnh diện vì có cha trong cái ngày lễ dỗ của anh em trong cộng đoàn của mình. Cha đã nhận lời chủ sự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa hôm nay, cũng như tất cả mọi người chúng ta cùng dâng thánh lễ này kết sốt sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và cộng đoàn thân mến, chúng ta đang tụ họp nhau lại nơi đây, và trong thánh lễ đặc biệt này chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, cho người cha, người bạn, người thầy, người anh em và một người đồng hành với tất cả chúng ta trong suốt thời gian nhiều năm qua. Ngài từ biệt chúng ta cách đây 3 năm, và trong niềm thương nhớ chúng ta luôn luôn nhớ cũng như cầu nguyện cho ngài. Qua thánh lễ này chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm ngài đã trót phạm. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những lao nhọc ngài đã cống hiến cho tịnh dòng trong cuộc đời làm xa lê dương, trong cuộc đời làm tu sĩ và linh mục xa lê dương của mình. Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta trong sự thương nhớ tiếp tục giấc mơ của ngài, và trong những nỗ lực cố gắng trong cuộc sống dù còn nhiều khó khăn và thử thách, chúng ta tiếp bước những người đàn em, những người thầy, những người đã ra đi trước chúng ta đang nằm lại tại nơi đất thánh này để tiếp tục chu toàn bổn phận và sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Với tất cả ý nguyện đó, giờ đây chúng ta cùng xin Chúa một lần nữa tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã mắc phải, để xin Ngài tha thứ và cho chúng ta được xứng đáng chuẩn bị tâm hồn mình cùng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng,
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi thơ Chúa là linh mục Phêrô khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ thánh, được hoan hỷ muôn đời nơi tòa vinh hiền thiên quân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chức sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người cho dù đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được cất đi. Kẻ sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, và sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là đấng đại lương và chan chứa tình thương, người công xử với ta như ta đang tội và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó màu cũng không còn mang mê tín. Chúa ban ơn cứu độ cho người.
Bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vì dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa, bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì Thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta tụ họp nhau lại nơi đây và trong tình thân với cha Phêrô bằng cách này hay cách khác, qua những tương quan nhiều cung bậc khác nhau, chúng ta dâng thánh lễ này để cùng với cha tạ ơn về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho cha Phêrô, và tạ ơn từ phía chúng ta vì món quà của một người anh em, vì một món quà của một sự hiện diện trong cõi đời này. Mặc dù Chúa đã đưa Ngài về, nhưng sự hiện diện đó mỗi một người trong chúng ta đang cảm nhận rằng có Ngài ở trong trái tim, trong cõi lòng, trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta. Cộng đoàn thân mến, khi tham dự các nghi, các cái buổi lễ đặc biệt để cầu cho người đã qua đời, trong bầu khí nơi ngôi nghĩa, nơi cái nghĩa trang của giáo xứ Tân Thịnh, và nơi đây những người anh em Sali Dương đã đi trước đang nằm lại nơi đây, chắc chắn chúng ta luôn luôn được lắng nghe các ý nghĩa của lời Chúa. Con có thể tóm lược hai điều mà chúng ta có thể luôn luôn nhớ trong đầu mình, đó là mỗi một lần lắng nghe lời Chúa trong các lễ an táng hoặc lễ cầu hồn, thì điều đầu tiên chúng ta được Chúa mời gọi, được lời Chúa mời gọi
suy xét về cái ý nghĩa đích thực của sống và chết. Đời người sống và chết là chuyện bình thường. Hàng ngày chúng ta đang yên ổn ở đây, hãy cứ tưởng tượng một quả bom rơi, một trận mưa lũ, một tai nạn, cả hàng trăm người, thậm chí cả ngàn người từ biệt thế gian này. Và nhiều khi trong cuộc đời họ, rất nhiều người ra đi, họ không biết vì sao họ chết. Đau khổ tới mức mà họ phải đối diện với cái câu hỏi sau cùng con tin như vậy. Đó là vì sao tôi sinh ra, vì sao tôi chết đi, và cái cuộc đời như vậy có ý nghĩa gì đối với riêng tôi, với mọi người xung quanh tôi và cho thế giới này. Với niềm tin Kitô giáo, như lời của Thánh Phaolô chúng ta nghe trong bài đọc 2 hôm nay, đối với chúng ta sống và chết nó như hai cái mặt, hai cái khía cạnh, hay là những cái nét đặc trưng phong phú của một cuộc đời, của một con người. Ai mà chẳng được một lần sinh ra. Thực sự có những người đã sinh ra mà đã trong đau khổ, mọi người đã không đón nhận, chính ba mẹ đã không đón nhận đứa bé đấy. Có những người chết đi trong âm thầm mà chẳng ai biết. Và có những cuộc đời ngắn có, dài có, 15, 20 năm, 50 năm, thậm chí cả trăm năm nữa, vô danh tiểu tốt, mọi người không biết đến mình, mình cũng không đóng góp được gì cho cuộc đời. Và ra đi, thực sự đó là một cái sự buồn tủi trong một kiếp người. Thế chúng ta thì sao thưa anh chị em? Chắc chắn lời Chúa một lần nữa khuấy động tâm trí và lòng dạ chúng ta, để chúng ta biết, đối với tôi phải trả lời từng ngày, tôi sống, tôi chết vì ai, với ai, và có cái ý nghĩa gì trong cuộc đời mình. Chính Thánh Phaolô đã nói với chúng ta, chỉ có Chúa mới cho chúng ta ý nghĩa trọn vẹn đó. Và lẽ dĩ nhiên, ranh giới giữa sống và chết đôi lúc nó mỏng manh lắm, nhưng mà cuộc đời con người có thể làm những việc nhỏ với một giá trị rất lớn. Có những lúc chúng ta có thể nên thánh trong một cái khoảnh khắc hy sinh, dấn thân, và đôi khi chúng ta cũng trở thành một tội đồ trong những cái khoảnh khắc rất là ngớ ngẩn. Chúng ta cần có đường để đi. Và lời Chúa trong tin mừng Matthew 8 mỗi phút chúng ta đã nghe nhiều lần rồi. Theo con, đó là một cái bài giảng, một cái tuyên ngôn, một chỉ dẫn, một cái bản tổng hợp tất cả những gì chúng ta có thể làm để thực sự tìm ra trong cuộc đời mình sống và chết có ý nghĩa như thế nào, để rồi người ta sẽ nói phúc cho bạn vì bạn đã có một cuộc đời đầy ý nghĩa mặc dù ngắn ngủi. Và cũng có thể người ta sẽ căn cứ vào cuộc đời mình để nói rằng thật là một mối họa cho thế giới này, bởi vì một con người sinh ra. Và nói như Chúa khi Ngài đề cập tới cái sự phản bội của Giuđa đó, những con người này thà nó đừng sinh ra thì hơn, khá là nặng. Lời Chúa mời gọi chúng ta thực hành các con đường nhân đức. Con đường này là những bước đi trong cuộc đời mình. Chắc chắn chúng ta không làm thánh ngay từ đầu, và cũng không thể nào nói rằng tôi không thể đạt tới cái mục tiêu cuộc sống có ý nghĩa và giá trị như Chúa muốn. Bởi vậy mỗi một người trong ơn gọi của mình là tu sĩ, là linh mục, là bố, là mẹ, là những người trẻ, là những ông bà đã lớn tuổi, tất cả chúng ta đều có thể tìm được giá trị đích thực nơi lời dạy của Chúa, để biến cái khoảnh khắc trong cuộc đời mình giữa sống và chết, giữa sinh ra và trở về với Chúa, là những khoảnh khắc của thời gian, của hồng ân Chúa, của tất cả những cơ hội mà chính Chúa với lòng yêu thương bao dung Ngài ban cho chúng ta không thiếu một thứ gì cả. Trả lời được điều này trước mặt Chúa trong ngày phán xét, chắc chắn mỗi một người chúng ta phải làm, phải sống, phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình mà thôi. Và đó là ý nghĩa mà mỗi lần chúng ta nghe lời Chúa, trong những lúc nhìn lại cuộc sống mình, ai cũng biết rằng mình sẽ ra đi, ai cũng biết có thời khắc, chẳng biết lúc nào, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ từ biệt mọi người, ra đi trong niềm tiếc nhớ, ra đi trong lòng yêu mến, ra đi với sự kính phục của mọi người. Và họ nói rằng, thật sự đây là một con người có phúc. Chúng ta chắc chắn sẽ chu toàn được bổn phận hay ơn gọi của mình. Trong hoài niệm, trong kỷ niệm đẹp về cha Phêrô, chắc chắn con không phải kể dài dòng ở đây tất cả. Nhưng người trong gia đình thì yêu mến cha với một góc độ khác. Nhưng người học trò thì kính trọng cha vì một cái khía cạnh khác trong đời.
những người bạn, những người cùng lớp, những người cùng tu, những anh em trong hội dòng, những giáo dân đã được Ngài giảng dạy, hướng dẫn, mỗi người đều có những cái kỷ niệm đẹp về cha Phêrô. Và con tin rằng cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể nói như tin mừng hôm nay, Ngài đã chịu khó khăn, đau khổ, chịu những cái lao nhọc với một niềm đam mê làm việc cho Chúa, cho tu hội, cho người trẻ. Chắc chắn chúng ta có thể nói với nhau rằng đây là một người được Chúa chúc phúc. Không cần phải nghi ngại gì để nói điều đó, bởi vì nếu không thì các cuộc đời Ngài chắc chắn không để lại cho chúng ta cái điều gì khác. Được Chúa chúc phúc ngay từ giây phút được sinh ra trong một gia đình đạo đức, các anh chị em, ông bà cố, cơ hội để đến với ơn gọi chức thánh linh mục, phục vụ trong tất cả những cái chiều kích cần thiết mà Chúa ban cho Ngài đủ tài năng để Ngài làm những việc đấy, làm một cách cần mẫn, say sưa, hy sinh và có những hiệu quả rất là cao. Nếu mà những cái này chúng ta không nhìn ra được sự phúc lành của Thiên Chúa thì có lẽ mắt chúng ta nó mờ đi vì quá nhiều đau khổ hay có những cái chuyện khác rồi. Con muốn kết thúc ở đây để cùng mời gọi các anh chị em trong gia đình, cháu chắt, anh em, bạn bè, bà con và mọi người thân quen với cha Phêrô. Một lần nữa chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì mỗi phút mà cha chính đã sống và Ngài đã được Chúa chúc lành. Chúng ta là những người còn sống, bây giờ mới là vấn đề của chúng ta đây. Đây là vấn đề mà chúng ta cùng với nhau một lần nữa phải cam kết với Chúa thôi. Bình tĩnh nhìn lại những hồng ân, những điều Chúa chúc lành trên cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta. Tuổi già với một chút bệnh tật, đau khổ vì con cái, băn khoăn vì điều kiện kinh tế, lo âu vì tương lai, mình không biết sẽ đi về đâu, làm cái gì, rồi những ước mơ của mình lớn lắm mà không được thực hiện, và ngày tháng nó trôi qua, cảm thấy mình bất lực vì những gì mình muốn mình không làm được, vân vân. Những điều đó sẽ khiến cho chúng ta nhụt chí, và lắm lúc chúng ta đã kêu than Chúa vì những điều đúng ra chúng ta phải cảm tạ Chúa. Chắc chắn nhớ đến cha Phêrô, chúng ta cũng cảm ơn Chúa rồi, nhưng mà một lần nữa phải tạ ơn cùng với cha Phêrô và tạ ơn Chúa trong cái trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, đó là làm sao sống cho xứng đáng với hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu Chúa ban cho chúng ta một nén điền lời, Ngài sẽ đòi lại chúng ta một nén. Chắc chắn Chúa ban cho chúng ta nhiều nén hơn, 2, 3, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Liệu rằng chúng ta có làm cho sinh hoa trái theo gương của cha Phêrô, phục vụ, yêu thương, dấn thân, hay chúng ta lại chỉ giữ tất cả những gì đó cho riêng mình? Bởi vì cuộc đời tôi mà, có nhiều thứ tôi cần phải lo cho tôi. Cuộc đời tôi mà, có nhiều thứ tôi cần phải dành riêng cho tôi. Cuộc đời tôi mà, cho nên những người khác họ đâu có đòi hỏi gì hơn những gì tôi có thể. Giữa cái có thể và cái hy sinh sẽ là cuộc đời của các mối phúc mà chúng ta phải thực hiện. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ những người anh em chúng ta, anh chị em chúng ta đang sống lúc này. Và một lần nữa chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa cùng với cha Phêrô. Chắc chắn giờ phút này Ngài đã cảm nhận được thế nào là ý nghĩa thật của cuộc sống và cái chết. Chắc chắn lúc này Ngài sẽ cảm nhận rất sâu xa rằng đâu là hồng ân Chúa ban cho Ngài, để rồi Ngài chờ đợi để Chúa nói rằng: hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, con đã biết quản trị, đã làm những điều từ việc nhỏ một cách trung thành, ta sẽ trao cho con phần thưởng. Và niềm tin này sẽ là niềm vui cho chúng ta hôm nay trong khi cử hành thánh lễ này, và cầu nguyện cho cha Phêrô. Amen. Cùng đứng lên dâng lời nguyện chung.
Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các tín hữu, là sự sống của những người công chính. Chúng con nhờ sự chết và phục sinh của con, Chúa đã được cứu chuộc. Trong khi chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho người anh em là tôi tớ Chúa, là linh mục Phêrô, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những lời cầu nguyện của chúng con cho cha Phêrô và cho tất cả chúng con đang hiện diện nơi đây. Chúa nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử và tu sĩ trong hội thánh luôn hăng say nhiệt thành và có những phương thế mới hữu hiệu để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là nguồn hy vọng của toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay. Còn những ai đã qua đời, xin cho các ngài sớm hưởng nhân thánh Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho cha cố Phêrô. Khi còn sống, ngài đã hết lòng phục sự Chúa trong hân hoan và phục vụ không mỏi mệt vì phần rỗi người trẻ. Nay xin Chúa ân thưởng phúc bình an cho ngài bên Chúa cùng với triều thần thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những người Chúa cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của cha cố Phêrô được luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa. Còn những ai đã qua đời, xin Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận họ vào nước trời, hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn phục vụ đang hiện diện nơi đây, cách riêng cho các bạn trẻ đang sống trong một xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ hôm nay, biết khao khát và tìm kiếm sự vĩnh cửu nơi tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho từng thành viên trong gia đình Salesian. Khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha Phêrô, cũng nhắc nhớ thân phận cho bụi của mình, để luôn trung thành triệt để theo bước Kitô đỡ đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với Người ở cõi phúc đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương nhậm lời chúng con khẩn cầu. Trong khi chúng con cầu nguyện cho linh hồn tôi tớ Chúa là cha Phêrô, xin Chúa đón nhận Ngài và ban cho Ngài được hưởng nhờ lòng nhân từ đầy tình thương vô biên và giàu lòng thương xót của Chúa. Và cũng xin cho chúng con được thông phần hạnh phúc đời đời trong khi chúng con cầu nguyện và đảm nhận cuộc sống của mình ở trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này đây con dâng Chúa những lời tình. Và này đây con dâng Chúa những hy sinh. Nhân đời tương tha tội tình, cứu mọi người xa chốn ngục linh, dẫn đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh Chúa thương linh hồn Phêrô và dẫn tới phúc vinh muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với thánh Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là linh mục Phêrô nhờ các mầu nhiệm thánh này luôn được thấy tỏ tường những điều người đã trung tin cử hành nơi trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, được cai quản dưới sự điều hành của Chúa. Chúa ra lệnh chúng con được giải thoát khỏi lệ luật của tội ngay trên đất mà từ đó chúng con được tạo thành. Và nhờ con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc. Bởi ý Chúa muôn, chúng con được sống lại để hưởng vinh quang phục sinh của Người. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhiệm của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Cha phụ ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là linh mục Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đường thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin nhớ đến, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian,
phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chu ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cầy tin ở nơi Chúa, Chúa ơi, đời con đã trọn niềm phụng sự Chúa không ngơi. Giờ này con ra trước tôn nhan Chúa vô hoàng, cần nài Chúa từ ai thanh tẩy hết.